Thông thường chúng ta hay bị chấp niệm, tôi bị chấp vào cái việc là ban thần tài dứt khoát phải để ở tầng 1. Chuyện này lại không phải. Người ta có thể để ban thần tài ở dưới tầng trệt, người ta có thể để ban tài trên cùng với cả cái phòng của ban thờ thần và gia tiên trên nhà ở dưới hạ thần tài vẫn được, không vấn đề gì cả, đúng không ạ? Khi lựa chọn đặt ban thần tài thì không nhất thiết là anh chị cứ phải quay cái ban thần tài ra ngoài đường. Chúng ta hoàn toàn có thể ban thần tài vuông góc với cả cái căn nhà của anh chị, vuông góc với cả bức tường. Dù là ban thờ thần tài chúng ta có thờ hạ ban, nhưng mà chúng ta vẫn phải giữ cho cái ban thờ nó sạch sẽ. Giữ ban thờ sạch sẽ, anh chị hoàn toàn nhấc bát nhang, nhất thần tượng ra lau chùi bằng nước thơm khai vận. Tốt nhất hàng tháng anh chị nên thay nước và thay gạo, đúng không ạ? Chỉ để chúng ta thay cái gạo đó, chúng ta lấy ra thì chúng ta có thể đổ ngay trực tiếp vào trong cái hũ gạo, bình gạo chúng ta, rồi chúng ta lấy gạo mới chúng ta thay vào, đúng không ạ? Chúng ta để một tháng chúng ta thay thôi, nước chúng ta làm như vậy. Cái chân nhang ở trên cái ban thờ chúng ta hoàn toàn có thể cắt tỉa theo cái nhu cầu, và chúng ta có thể nên dùng hương sạch để mà chúng ta thờ cúng đối với cả và những cái ban thần tài như thế này. Anh chị không nên là cắm thuốc lên trên cái ban thần tài, và cũng không nên là cắm thuốc vào tay của cái ông địa ở trên ban thần tài. Lưu ý, ông thần tài rất thích anh kẹo, nên anh chị để một đĩa kẹo trên đó nó khoảng tầm 1-2 tuần anh chị lại có thể thay ra để trên mặt bàn để mời cho trẻ con trong nhà ăn, nó có thể thay mới vào cũng được. Kẹo đặc biệt là kẹo ngũ sắc. Nếu như mà thờ thần tài thì nên lên hương hàng ngày.